Chào tất cả quý vị và các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của công nghệ TND. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì tớ sẽ giới thiệu các bạn một chiếc máy doanh nhân, một chiếc máy dành cho doanh nghiệp. Trong lượng máy chỉ 1,4 kg, trang bị cấu hình đời mới, viền màn hình mỏng kèm theo vỏ mazue với độ bền tiêu chuẩn quân đội STD80G. Mọi tiêu chuẩn về màn hình, tiêu chuẩn về wifi, pin, mọi thứ đều hoàn hảo, phù hợp cho các bạn di chuyển đi lại nhiều. Đấy, thời lượng pin của chiếc máy có thể trụ được 8 đến 10 tiếng liên tục để chúng ta làm việc cả một ngày mà không cần phải sạc. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp và tư vấn từ phần cứng, sau đó từ phần mềm, test cho các bạn xem có ok, có đáng đồng tiền bát gạo và chúng ta sở hữu hay không nhá. Mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, ở chiếc máy chúng ta sẽ có vân bằng carbon như này. Các bạn sẽ thấy là chi tiết đằng sau thiết kế bản lề khá là chắc chắn, nhưng có vẻ làm như này thì mình thấy là thiết kế nó hơi phô một chút đối với chị em phụ nữ, nhưng có lẽ là chúng ta cần một chiếc máy chắc chắn hơn. Đây, các bạn sẽ thấy là bản lề của nó này. Đây, các bạn sẽ thấy nha, bản lề của các dòng máy mà đạt được tiêu chuẩn quân sự STD80G thông thường nó sẽ là 28.000 lần cập mở. Và nếu mà nhìn vào đây thì quý vị các bạn sẽ thấy là chiếc máy không quá dày và cũng không quá mỏng. Mình cầm vào cảm giác đầu tiên là rất chắc chắn, hoàn toàn có thể cầm được một tay như này. Logo đeo thì các bạn sẽ thấy nó nằm ở giữa như này, vân carbon chống bám vân tay. Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có cổng phone, cổng mic được tích hợp giao tiếp, đó là 3.5, một đầu độc thẻ đây này. Dưới bên này là khe sim các bạn nhé, khe sim ở đây. Còn đây là chúng ta sẽ có một đầu đọc USB, đây là ổ khóa của máy này. Đằng trước đây các bạn sẽ thấy là một cái G để chúng ta mở máy ở đây, và có một đèn tín hiệu máy chạy ở đây này. Cái G này thì mở khá là dễ dàng. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cổng sạc và đây cổng thu nối 3, sẽ hỗ trợ các bạn các tín hiệu ghi đọc ra bên ngoài, truyền tải băng thông ra bên ngoài lên đến 40 kg/giây. Và đây là chúng ta sẽ có cổng HDMI, vị trí là sẽ kết nối được hai màn hình bên ngoài với chiếc máy này. Các bạn lưu ý thì cổng này có thể cắm thêm EGBU, đó là cắm hình rời gắn từ bên ngoài, tăng tốc độ xử lý cho chiếc máy của chúng ta. Đây củ cổng USB thường các bạn nhé. Bên dưới của máy này các bạn sẽ thấy là Latitude 7400. Cái này thì nhìn thì nó cũng la la giống với phiên bản nó là 7490, nhưng mà vân carbon thì nó sẽ khác đi một tí. Còn các bạn sẽ thấy đây là hai cái hốc loa này. Đây là thông tin của máy, nó sẽ ở đấy hết các bạn nhé. Những cái khe này sẽ hút không khí vào và đẩy khí nóng đằng sau. Thiết kế của con này là thông minh đấy, đẩy hết đằng sau như này là đỡ khó chịu khi chúng ta mà dùng mà tản ở bên sườn như này. Đây là hai cái hốc loa này các bạn này. Còn các bạn sẽ thấy sạc của máy nó là bao nhiêu đây, 65W. Mà sạc nhìn giống kiểu như XPS, những cái đầu này lại đầu to như này. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong của chiếc máy xem nó như nào nhá. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra thì nói thẳng với các bạn quá đơn giản luôn, không có gì là khó cả, chỉ có những chiếc ốc với tu vít bốn cạnh là mở ra được rồi. Bên trong thì to nhất thì các bạn sẽ thấy là một bo bên màu xanh như này, và điểm đặc biệt của chiếc máy này có hai slot cắm RAM. Cụ thể đây thì chúng ta sẽ thấy là chuẩn RAM DDR4 và máy đang chạy boot là 2400. To quả pin của máy thì to tổ bố luôn, với dung lượng của nó các bạn sẽ nhìn thấy là 60 Wh, duy trì khoảng 8 đến 10 tiếng chúng ta dùng liên tục. Và bên cạnh có pin, anh em sẽ thấy là một cái cắm ổ cứng M2 LVMe đấy, và hai cái loa trường bên cạnh dưới quả pin. Có pin set mode ở bên cạnh quả pin này các bạn này, bên tay trái này, đây là pin set mode này. Đây là wifi AC. Còn bốn chiếc ốc bắt màu đen đây, các bạn sẽ thấy là CPU của máy này, và một quạt tản nhiệt khá là nhỏ. Và các bạn để chi tiết có chữ LTE 1, có nghĩa là chúng ta sẽ cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây thì chúng ta sẽ dùng mạng 4G tại thị trường Việt Nam. Với các bạn muốn nâng cấp WAN thì mình báo giá các bạn là 750.000. Các bạn có thể dùng SIM, cắm SIM vào là bất cứ đâu. Các bạn sẽ có mạng di động để chúng ta dùng Internet các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đóng vào, test máy cho các bạn. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc Dell Latitude. Nếu như vài năm trước thì chúng ta sẽ thấy những chiếc Latitude thì sẽ có ngôn ngữ thiết kế theo ngôn ngữ kiểu tối giản và cổ điển đúng không? Nhưng bây giờ thì Dell đã chịu thay đổi. Các bạn sẽ thấy là một viền màn hình mỏng y như XPS luôn. Những cái led khỏe khoắn của dòng Latitude, dòng máy dành chủ yếu cho doanh nghiệp, thì các bạn sẽ thấy là những led thiết kế của nó vẫn là đặc trưng. Chúng ta sẽ có một camera đây, camera này được gọi là camera IR, có tính năng nhận diện khuôn mặt, có tích hợp mic trên camera luôn, sẽ hỗ trợ các bạn họp trực tuyến này, quay phim, chụp ảnh, học online vân vân, ngon lành hết các bạn nhé. Này các bạn sẽ thấy là bàn phím của máy các bạn sẽ thấy đúng không, led sáng trắng, dùng rất là đơn giản, rất ngon luôn. Đây các bạn thấy này, bàn phím của Latitude thì có lẽ chỉ thua ThinkPad thôi. Còn nếu mà các loại dòng máy tính khác thì mình thấy đây là một bàn phím vô cùng tuyệt vời. Nói chung là cũng 1910, sử dụng cho công việc là văn phòng, nhập liệu bàn phím vô cùng tuyệt vời luôn.
Ở đây là chúng ta các phím bấm này, trái phải, và chuột của nó bên trên thì nó phủ một cái lớp kiểu dạng chống bám vân tay, chất liệu đặc biệt này, các bạn thấy là không hề bám vân tay bên trên đó, rất là ngon. Phím bật nguồn được tích hợp đèn led ở đây này, các bạn xem cái độ cứng này, cứng ngon không. Tốc độ lên đến 3 ghi một giây và tốc độ ghi của nó là 1,6 ghi một giây. Độ cứng này cũng khá là xịn sò, rất là ngon. Con này của Wetton, ổ cứng của Mỹ các bạn ạ, LVMe ghi rõ này. Máy sử dụng card đồ họa on UHD Graphics 620, sẽ hỗ trợ các thuật toán về đồ họa 4K chiếc máy các bạn mượt mà luôn. CPU đang sử dụng trên máy là i5-8365U. Wi-Fi của nó này, đây các bạn thấy đây này, 9560. Đây là Wi-Fi AC với băng tầng của nó là 5GHz, rất là ngon lành luôn, ổn định luôn. À, ổ cứng ngon không? Xịn sò không? Vâng, thưa các bạn, thì mình vừa render CPU của nó này. Điểm số của CPU 8365, đây là thế hệ chip QuickSelect và đây là chiếc i5 có cấu hình CPU cao nhất, bộ loại 8 luồng, được nâng cấp lên Cowbreaker. Này các bạn sẽ thấy này. Với sức mạnh như này, nó sẽ tương tự bằng một nửa sức mạnh của con i7-8750H các bạn ạ. Thực tế thì với CPU i5 như này thì chỉ vừa đủ các công việc, ví dụ các bạn dùng lập trình, các ứng dụng về đồ họa cơ bản, chơi những tựa game tầm trung. Bởi vì CPU chip U thì không phải là CPU để làm đồ họa chuyên nghiệp cũng như chơi game chuyên nghiệp các bạn nhé. Còn với UHD Graphics 620 thì chủ yếu xử lý các thuật toán về video hình ảnh 4K mà không hề bị giật lag. Còn với đồ họa như này thì thưa các bạn, nó chấm gọi là điểm vừa đủ thôi. Các bạn thấy những cái khung hình nó sẽ hơi bị giật, bị lag một chút, bởi vì thực tế cấu hình này là rất yếu, không có khả năng làm đồ họa chuyên nghiệp. Nếu các bạn có thể dùng chiếc máy này chẳng hạn các công việc như chỉnh sửa, cắt ghép video ở mức Full HD hoặc dựng video ở mức cơ bản thì nó vẫn có thể chạy mượt mà. Có thể dùng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD, mọi thứ là ok, trơn tru, ngon lành các bạn nhé. Đây các bạn thì thấy là khi bắt đầu mình chạy mạnh thì cái quạt bên trong máy sẽ hoạt động và chúng ta hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng. Và điểm FPS của chiếc máy này thì không cao một chút nào cả, nó chỉ 38,22 FPS cho Vega On. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test video 4K này các bạn ơi. Chiếc máy này ưu điểm của nó là có một cái màn hình rất tốt với độ sáng tốt các bạn ạ, tỷ lệ bao phủ màu cao. Các bạn sẽ thấy là tỷ lệ bao phủ màu của chiếc màn hình lên đến 95,1% sRGB và 61,2% Adobe RGB. Và tỷ lệ tương phản của nó đạt lên đến 1806 một điểm đen. Cường độ cho ánh sáng cho 1m2 và độ sáng đạt 300 nits. Thì đây là một màn hình tốt, chuẩn, nói chung là màu đẹp. Đặc biệt loa của chiếc máy nghe rất hay, rất to, rõ ràng. Nói chung các dòng Latitude thì có thể dùng để giải trí, xem phim, nghe nhạc rất ok. Có thể dùng chiếc màn hình này để thiết kế in ấn trong lĩnh vực ví dụ thời trang, ABC vân vân. Màn hình của nó là trung thực sắc LED, có chống lóa trên màn hình và góc nhìn của màn hình có thể đạt 178 độ mà không hề ấn gì. Các bạn sẽ nhìn thấy là góc nhìn nó rất rộng. Vâng, thưa các bạn, thì việc tản nhiệt của chiếc máy cũng khá quan trọng. Các bạn thấy với chế độ 2D thì mức nhiệt độ của CPU ở ngưỡng khoảng 71 độ C, nói chung khoảng 70 độ C. CPU đang hoạt động ở ngưỡng là 99%. Xin lỗi các bạn là GPU, có nghĩa là cái card đồ họa on đấy ạ, bởi phần mềm này nó test bằng Vega. Nếu có Vega rời thì nó test Vega rời, và có Vega on thì nó test Vega on. Một chiếc máy không được trang bị card đồ họa rời, các bạn thấy là nếu mà làm công việc với hình ảnh 3D nó rất là giật. Và quạt của chiếc máy khi hoạt động ở mức hiệu năng cao thì chúng ta có thể nghe thấy rất rõ ràng. Vâng, thưa các bạn, này mình đang thử sức với chơi tựa game đó là Liên Minh Huyền Thoại. Tựa game này chơi nhiều nhất Việt Nam đấy các bạn ạ. Bởi vì game này thì có hình ảnh khá đẹp, chơi khá là thú vị, không yêu cầu máy chúng ta có cấu hình quá cao. Các bạn có thấy là mức FPS mình đang cài đặt ở chế độ cao nhất thì nó sẽ ở ngưỡng tầm khoảng từ 80 đến 100 FPS. Và nhiệt độ khi chúng ta chơi game thì nó sẽ ở ngưỡng khoảng 70 độ C. Các bạn thấy là GPU đang sử dụng hết chỉ có hơn 70% thôi. Có nghĩa là về sức mạnh của chiếc máy này thì chúng ta vẫn có thể cài thêm. Các bạn có thể cài từ game như là PUBG Mobile, chơi giả lập trên chiếc máy này hoàn toàn ok. Chú ý là khi chúng ta cài game thì chúng ta nên đọc thông số trước xem chiếc máy của chúng ta có phù hợp với những game chúng ta cài hay không.
Các bạn có thể cài phần mềm hiển thị bên trên máy đó là MSI Atmobaler để hiển thị thông số nhiệt độ của giam, thông số nhiệt độ của CPU và cả màn hình, vân vân. Vâng, thưa các bạn, sau khi mình trải nghiệm phiên bản đó là Dell Latitude 7.4 thì đơn giản đây là một chiếc máy có thiết kế tối giản, chắc chắn với vỏ máy bằng hợp kim nhôm mạ duê, cấu tạo nên chiếc máy với tiêu chuẩn độ bền cao. Với hệ thống bảo mật ở đây thì chúng ta sẽ có nhận diện khuôn mặt bằng camera reader và một lớp bảo mật về BIOS. Thì nó BIOS thì nó sẽ chống nhập xâm nhập phần cứng từ bên ngoài. Máy có hành trình bàn phím tốt, loa to, chúng ta sử dụng bàn phím bấm khá ok. Màn hình có tỷ lệ bao phủ màu cao, độ sáng tốt. Phù hợp toàn bộ công việc của chiếc máy này thì dành cho các bạn làm đồ họa ở mức cơ bản, lập trình viên. Máy có thể nâng cấp RAM tối đa đó là 32GB RAM với tốc độ ổ cứng SSD NVMe tốc độ cao, các bạn sẽ thấy lên đến 3GB một giây. Và sau khi mình test qua các phần mềm cũng như các ứng dụng thì các bạn đã thấy là với hệ thống làm mát thì thấy là quạt của CPU thì hơi ồn một chút khi chúng ta hoạt động ở mức hiệu năng cao. Còn với nhiệt độ tầm khoảng hơn 60 độ C khi chúng ta chơi game thì đây là một chiếc máy tản nhiệt, mình thấy là cũng ok được. Với một điểm được nữa của máy thì các bạn sẽ thấy nó bao gồm tất cả các cổng kết nối từ truyền thống đến hiện đại đều có hết. Nó sẽ phù hợp cho các bạn dùng trong môi trường văn phòng. Bởi văn phòng thông thường là chúng ta sẽ cần kết nối như là HDMI này đấy, để kết nối ra màn hình. Còn với Thunderbolt ở đây, đây là một cổng có kết nối mạnh nhất hiện nay. Các bạn có thể cắm ra Vega rời, có nghĩa là EGPU từ bên ngoài hoặc có thể cắm ra màn hình, vân vân. Các tín hiệu âm thanh và hình ảnh đều truyền với ra được khoảng làm màn hình 5K với âm thanh lổi siêu nét luôn. Mọi thứ đều ok. Còn nếu các bạn muốn kết nối 4G của chiếc máy này thì hoàn toàn có thể lắp WAN để chúng ta có thể kết nối mạng internet bất cứ đâu. Đấy. Điểm yếu của chiếc máy đấy các bạn có thể thấy là thiết kế với ngôn ngữ tối giản như này. Thì nói chung là nó cũng không phải là như nào. Ngôn ngữ thiết kế tối giản và 007 nó không thể đẹp như một chiếc XPS, nhưng đối với một doanh nghiệp chúng ta cần một chiếc máy năng động, một chiếc máy ok và đặc biệt là ở phân khúc giá không quá đắt. Nó chỉ với mức dưới 20 triệu đồng là các bạn sẽ mua được cấu hình i5 và i7. Mình thấy đây là một giá khá hời, sử dụng các công việc mà yêu cầu một chiếc máy bền bỉ, hoạt động liên tục. Còn đối với dân kinh doanh thì anh em yên tâm, một chiếc máy có khả năng nâng cấp tối đa 32GB RAM, tương đương chúng ta có thể mở khoảng 35 đến 40 tab web trên màn hình mà không hề ấn gì luôn. Đấy. Còn với RAM nhiều thì các bạn sẽ chạy và bật được nhiều phần mềm liền một lúc, kể cả các file Word, Office, các file về phần mềm về văn phòng có lặng ở đâu thì chiếc máy chúng ta load hoàn toàn ok. Còn với những cái phần mềm đồ họa thì việc máy không được trang bị Vega rời cũng là điểm yếu của chiếc máy. Nó chỉ có thể sử dụng đồ họa ở mức cơ bản tầm trung thôi mà không có thể chơi những tựa game nặng hay xử lý đồ họa chẳng hạn như render video 4K hay xử lý các thuật toán về kỹ xảo, chi tiết hoặc là mô phỏng thì chiếc máy là điểm yếu các bạn nhé. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi phần mềm bàn cứng thì các bạn cứ đặt ở dưới các topic, các video mình post lên. Mình sẽ review cho các bạn và làm những câu hỏi cho các bạn và trả lời tất cả những khúc mắc của các bạn. Còn chiếc máy này hiện nay đang bán ra tại cửa hàng mình sẽ bảo hành với chính sách là 1 năm các bạn nhé. Hàng đang có sẵn tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn ơi, kênh công nghệ của mình sắp đạt 100.000 sub rồi. Các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh để mình đạt cái giấc mơ của mình, tình cảm của mình cũng như là tình cảm của quý vị các bạn dành cho mình. Cái nút 100.000 mình đã chờ đón gần 5 năm nay rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.